Bác này đã giành chiến thắng huy hoàng, 30 năm đấu tranh tình còn vẹn non sông, 30 năm dân chủ cộng hòa kháng chiến đã thành công. Cái này phải tầm 60-70 cân đấy nhỉ? 70 cân đấy. 70 cân à? Ôi trời, lúc lên dốc thì ra sao, nhưng mà lúc xuống dốc nó cứ tì vào sau lưng thôi, ngồi không ra, ngồi đứng không ra đứng. Nó dồn đúng không? Ừ. Cứ mỗi lần mình phanh là nó dồn vào đằng trước ấy, thành ra là mình ngồi nó khó. Anh chọc vào đây một tí nữa đi. Chọc vào sau tí thì mình kè đá nó mới dễ. Cái tim nó đến đây mà đúng không? Đây đúng không? Đấy, tim là đến đấy. Ui, ở đây vướng đá to nhiều lắm. Bên dưới này hầu như là chỗ nào cũng đá rồi. Cháu Khương xin chào tất cả quý cô bác, quý anh chị. Chào mừng quý cô bác, quý anh chị đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Minh Khương TV. Hôm nay cháu Khương lại tiếp tục đi nhà hai ông cháu ấy cô bác. Bây giờ thời điểm hiện tại thì ở trên này thì lại tiếp tục mưa rồi cô bác ạ. Nên là trời không được nắng đẹp nhé các bác. Đây là cái cung đường mà thường xuyên các cháu đi lại. Thì cháu cũng muốn là ghi hình cho tất cả quý cô bác anh chị theo dõi về cái cung đường mà đi nhà hai ông cháu ấy cô bác. Cái đoạn đường này là rất là nhiều sương mù này các bác ạ. Đi rất là khó khăn. Đấy, bây giờ mùa đông về ấy, thì ở đây sương mù rất là nhiều. Cái quá trình di chuyển đi nhà ông thì cái đoạn này đi rất là tốn thời gian đấy các bác. Cái tầm nhìn của cái đoạn đường này đi ấy thì rất là không nhìn thấy xa cả các bác ạ. Bây giờ thì cháu xin mời tất cả quý cô bác anh chị sẽ đồng hành cùng cháu Khương. Và cháu cũng xin ghi hình một chút về cái đoạn đường mà thường xuyên mà các cháu di chuyển đấy các bác. Đi. Ở đây thì quanh năm rất là lạnh rồi các bác ạ. Đấy, bây giờ mùa này là ở đây là sương mù rất là nhiều luôn. Đó. Có lắm lúc nhiều hôm ấy thì là ở cái chỗ cháu Khương ở ấy thì là vẫn trời nắng, nhưng mà khi qua cái đoạn đường đèo gió này thì là sương mù rất là nhiều các bác ạ. Đường đi lại thì rất là khó khăn. Thấy các bác có thể quan sát thấy đây, bây giờ cái cung đường mà đi đang bị ướt này các bác. Đó. Tầm nhìn là không thể nhìn xa được các bác ạ. Cái đoạn đường này thì họ cũng đang làm lại nên là đi dễ hơn một chút. Nhưng mà tuy rằng thì ở đây cái đường này người ta giải không phải giải alpha mà giải bằng đá thì đi cũng rất là khó các bác ạ. Nếu mà không đi cẩn thận là dễ bị xòe lắm. Hôm nay thì vào thì anh em thợ cũng đã vào để làm móng rồi các bác ạ. Cũng mong sao ở đoạn này kia là không mưa để thời tiết ủng hộ và làm sao để đẩy nhanh cái tiến độ làm nhà cho hai ông cháu để cái Tết này có một cái ngôi nhà mới để đón Tết đấy các bác. Đấy, sương mù rất là nhiều các bác ạ, không nhìn thấy xa cả, chỉ nhìn thấy cái đoạn đằng trước mắt khoảng mấy mét thôi. Đấy, hôm nay là trời còn quang hơn một chút. Có hôm nếu mà như trời mưa ấy thì sẽ sương mù nhiều hơn. Đấy, ngày đêm thì ở cái đoạn đường này là hầu như là lúc nào cũng có sương mù các bác ạ. Ở trên đỉnh đèo gió ở cái khu này thì là thường xuyên là như tầm thời điểm hiện tại này là nhiệt độ chỉ dưới 5 độ C thôi các bác, rất là lạnh. Đấy, cái đoạn này sương mù rất là nhiều này, không thể nhìn thấy xa được. Đấy, đi chỉ có tốc độ là 5 đến 10 km/h thôi các bác. Đường thì rất là cua gấp các bác ạ, không có đường thẳng. Đấy, tuy là ban ngày thôi nên là ở đây cũng phải bật đèn pha để đi ấy các bác. Nếu như mà không bật đèn pha thì không thể quan sát thấy cái xe đằng trước cũng như là họ đối diện với mình ấy, họ cũng không để ý được cái xe là có xe hay không ấy, nên là phải bật đèn pha để báo hiệu ấy. Ui, càng xuống đoạn này thì càng nhiều sương mù này các bác. Đấy. Có đoạn thì rất là nhiều luôn. Mấy hôm vừa rồi thì nắng đẹp ấy thì ở đây thì quang hơn một chút các bác ạ. Bây giờ thời tiết như thế này là chuẩn bị lại mưa rồi nên là sương mù rất là nhiều. Vật liệu hiện tại vào nhà ông thì cũng chưa đủ hẳn đâu các bác.
vẫn còn thiếu một số cái như cắt sỏi là vẫn còn thiếu, nhưng mà bây giờ là dồn là lấy hết cái vật liệu, thứ nhất là lấy cái vật liệu để cần thiết trước mắt đã, để kể cả mưa thì anh em thợ cũng có việc để làm ấy các bác. Còn nếu như mà lấy cho nó đủ một thứ thì nó rất là khó, phải giải rác ra các bác ạ. Kể cả mưa thì anh em thợ cũng làm được, còn thiếu cái nào thì ở trong Khương với cả anh em thợ sẽ bổ sung thêm. Dân đi du lịch cũng khá là nhiều các bác. Trước giờ là cũng có cái chỗ cháu Khương ấy, ở Xín Mần là cũng có một điểm du lịch cũng mới là xuôi thầu ấy các bác, là cũng thu hút được khá là nhiều khách du lịch từ dưới xuôi lên, cũng đi phượt bằng xe máy này các bác, đấy, đi theo đoàn như này. Nhưng mà không có khách du lịch là đoạn đường này chỉ có xe máy đi máy xe thôi, nên là rất là vắng này. Khi mà đi đường mà gặp những anh em đi chơi như này thì cũng rất là may mắn, cũng rất là vui quá ạ, đi rất đỡ buồn hơn. Còn một mình mà đi xe ở trên đường gió đi xuống nhà ông thì rất là vất vả, rất là buồn quá ạ. Đấy, đoạn cua rất là gấp này quá. Đoạn này thì bớt đi một phần nào đó sương mù rồi các bác ạ. Các bác có thể nhìn lên trên kia, bây giờ là những cái ngọn cành cây là không nhìn thấy luôn rồi, bao phủ là sương mù hết rồi các bác. Đấy, đây là hôm nay là anh A Hầu chở dây điện ra các bác. Đấy, đi khó lắm ấy. Có đi được không? Đấy, đây là đoạn đường đi xuống nhà ông rồi đến đầu đường rồi các bác ạ. Đi được không? Đi hơi vất các bác ạ.
Cũng may mắn là hôm nay là gặp anh Hậu ở trên kia, là đi cùng luôn, là chở thêm cái dây điện nữa các bác. Không là một mình là không chở hết được đâu. Đường bây giờ thì cũng đi lại rất là dễ dàng rồi các bác. Đi được không đây? Bỏ hết cả cắn rồi. Thấy lề mí một cái không? Còn nói chuyện còn nghe thấy. Có cân đổi nhau không? Có hả? Có em không đi không? Xe quen xe này đi, anh đi được đi. Đi cố nhá, đi cố xuống dưới kia đi. Cho nó thẳng máy đi, Bích ơi. Cho nó thẳng máy đi, máy đang bị nghiêng xuống rồi. Đấy, anh em thợ đây rồi. Ui, tí nữa. Đến đây anh em đến lâu chưa? Hôm qua. Hôm qua à? Qua đến à? Ôi rồi. Cố lên một đoạn nữa thôi, đi xuống một đoạn nữa thôi. Sao sai là? Ôi, đến nơi rồi. Alo. Muộn gì anh, em bao nhiêu là đủ? Tình hình sao rồi? Là đá. Đá nó chắc anh ạ. Đây, đây cởi cái này ra đấy. Từ từ đổ ấy nhá. Không đổ được đâu. Kệ nó hay bỏ ra luôn nhỉ? Bỏ ra luôn đi nhỉ? Bỏ ra luôn chứ. Bỏ cái xô ra đấy. Mày bỏ dây ra, bỏ xô được. Ôi, anh em thợ là cũng phải đẩy trên kia xuống các bác ạ. Vì hôm trước là xe đến trên kia là không xuống được, nó bị lún ở dưới này này. Hôm vừa rồi thì xe đến thì lại không có anh em ở đây để xúc vào. Xe không là nhờ người ta đến chở nó gần hơn. Bây giờ phải đẩy xe rùa các bác. Cái này phải tầm 6-70 cân đấy nhỉ? 70 cân đấy. 70 cân à. Ôi giời, lúc lên dốc thì ra sao, nhưng mà lúc xuống dốc nó cứ tì vào sau lưng không ngồi, không ra ngồi, đứng không ra đứng. Nó dồn đúng không? Ừ. Cứ mỗi lần mình phanh là nó dồn vào đằng trước ấy, thành ra là mình ngồi nó khó. Bò gọn thế này. Nặng thế. Nặng quá. Nước cao lên. Ướt xuống đấy. Đấy, hôm nay là phải kéo cả dây điện nữa rồi các bác. Xô thì mang ra bên kia cho anh Phúc. Chào anh em nhá. Rồi hai anh em có bằng chưa? Có bằng xe rùa đấy nhỉ? Bằng S. Ê, xô đây anh ơi.
chỗ này là dùng đến là cất đi nhá. Tối ở đây nhiều trộm cắp lắm đấy, hôm mai dậy về là không còn nữa đâu. Ơ thế cái này không dùng đến à? Hả? Thế chiếc em khơi này đủ mà, vừa đẹp mà. Trước không đi được á? Đây phòng ngủ đây đúng không? Đây là móng đằng trước đây á? Thế trước là khơi ở đây là phí ra. Tổng cái nhà là 6 mét mà. 6 mét. Đây 5 mét. 5 mét đây à? Ô thế thì vẫn còn rộng thanh thang nhỉ. Đằng trước ấy, đằng trước em tưởng là hẹp. Đằng trước rộng là sướng rồi. Đúng rồi. À thế là khơi được một tí. Ở đây dưới này toàn là đá. Đá hết. Vì trước là không đá là em còn đào sâu xuống ấy. Vì gặp rất là nhiều đá to dưới này. Bây giờ cứ chỗ nào mà gặp đá thì thôi, còn chỗ nào chưa gặp đá thì là phải khơi sâu một tí để làm cái móng nó chắc chắn, cái ngôi nhà nó mới chắc được. Không như là toàn đá rồi, có đất được. Hải này, hải này nó dùng phải năm lu với em ạ. Muốn phá thì dòng mặn mà lan rồi, liệu cả nào. Đây từ đầu kia ra đến đây là mấy mét anh? 8 mét à? 8 mét. Thế cái nhà là đến đấy à? Đến chỗ này đúng không? Đấy nó sẽ bắt một tùm lắm à? Chưa đo đâu đúng không? Nhìn nó é tập chứ tập à nó tứ tập nào không? 10 phút đấy. 10 phút xây dọc này thôi. Vì hôm trước em đào ra bên này là không đào được. Nó đá xây dọc cũng được mà. Dọc đi đâu cũng được mà. Ôi thế là móng bây giờ là như thế này thì cũng nhanh phết đấy nhỉ. Tết này làm xong đây. Hôm nay không xong là không được trở về nhà ăn Tết đâu nhá. Phải dồn làm sao để mùng 1 Tết cũng phải làm. Hôm trước em tính là sang đâu ra đến tận đây đâu. Đi theo lối này mà. Bà túi này. Bà túi đi tìm in đâu? Đây cửa đây, tìm đây. Cảm cấu hôm nay chứ mẹ. Nè. Tụi ná, tụi ná. Làm bên này nó chắc hơn kia toàn là đất mượn thôi. Ừ. Đây là đến đất thịt chưa? Đúng rồi, đây là đất mượn. Đấy, hôm trước ở đây là toàn đất mượn em mới phải đào sâu như thế đấy. Giờ cái ránh này không dùng đến nhỉ? Bên này được. Còn bên này không được. Đấy, hôm nay anh em thợ là ra đây bao nhiêu người đấy? Một người. Anh Hầu suy nghĩ nào rồi? Có đúng không? Đấy, anh Hầu là bây giờ là hai anh em là phải chia nhau ra các bác ạ. Nhà Yến Bơn với cả nhà hai ông cháu. Đấy. Cũng là cùng đội thợ anh Hầu hết cả thôi các bác. Anh em tự tách nhau ra để làm sao để bố trí công việc hai nhà cùng xong trong Tết này. Mệt hơn là vác cuộn dây điện đây. Chờ cuộn dây điện đến đây chắc là gần ốm. Tầm 70 cân ấy. Cả cuộn luôn mà, 500 mét này. Kéo nhà kia ra. Vâng, kéo nhà trong kia. Ông gì đâu rồi? Ta đây.
Đấy, cái chỗ này thì là sẽ là một làm một cái hiên đấy các bác. Ở đây có hai cái phòng ngủ là sẽ liền với cả cái ngôi nhà luôn. Và sau này sẽ cái chỗ này là phòng khách này các bác. Phòng khách rất là rộng. Cái phòng ngủ là cũng làm rất là rộng này các bác. Vì tới nữa còn làm xong ấy. Còn để cái tủ với cả cái giường nữa các bác ạ. Có thế là cái chỗ này hôm trước đào là không dùng đến nhỉ? Thế phải hơi lạnh một tí nhỉ? Hôm trước em ra thì anh không ở đây. Nên là cũng chưa đo được cái chuẩn, em chỉ múc qua thôi. Nên là tưởng là cái dầm nó qua đến đây thì em múc một cái đường này. Bây giờ sang cái này là xây lên hả anh? Xây móng đá lên đúng không? Xây móng kè đấy lên. Cái nhà này là tổng là 7 hay 8 cột anh? 7 cột đúng không? 7 cột. Nên mới sắt vào cái chỗ chân đá này. Cái chỗ này là sân là hơi hẹp một tí nhỉ. Sau này làm xong là chỗ này kè một tí này. Anh chọc vào đây một tí nữa đi. Chọc vào sau tí thì mình kè đá nó mới dễ. Cái tim nó đến đây mà đúng không? Đến đây đúng không? Đấy, tim là đến đấy. Ui, ở đây vướng đá to nhiều lắm. Bên dưới này hầu như là chỗ nào cũng đá rồi. Nhưng mà hôm trước ấy, nếu mà không vướng đá to là em là cho nó hạ thấp xuống ấy. Nhưng mà đá to quá phải chấp nhận ở trên cao một tí. Nhưng mà cái nền nhà này tốt quá là tốt. Bên dưới toàn là đá to ấy. Thế anh em thợ là bố trí được bao nhiêu người xuống đây làm anh? 6 người. 6 người à? Hôm nay sao có 3 người này? Hai anh em đang đẩy cắt trên kia nữa nhỉ? Còn hai người nữa đâu? Sáng mới về. À, sáng mới về à? Mới ra đây đúng không? Thế trong nhà Yến Bơn thì bây giờ còn ai làm không? Trên đây. Hôm nay chưa. Bây giờ làm xong móng đây lại đi được. Bây giờ đổ cột hết là ở trên kia là ít người cũng xây được đúng không? Kia thì 3 người xây được rồi mà. 3 người. Hai người thợ một người phụ. Chỗ này là một hòn đá rất là to này. Anh khoét cái này ra xem nào. Khoét cái chỗ này ra xem nào. Đấy, vướng đá rất là to này. Cái hòn này là to nhất rồi đấy. Cái này là máy xúc, máy 200 cũng không thể nào mà lấy ra được. Đá rất là to. Anh Hầu với cả anh Phúc là nhận hai cái. Bây giờ thì anh Hầu thì là công việc chính của anh thì là những đi thứ nhất là cũng cùng anh em đi chia sẻ những hoàn cảnh. Thứ hai là anh cũng giám sát cái công trình, là bây giờ anh là nhận chính, còn anh Phúc là người là dẫn anh em làm ấy các bác. Đấy, bây giờ phải chia ra làm. Những ngày nào mà chỗ nào mà không hiểu biết mấy thì là anh Hầu là phải ra ấy các bác. Cái cục đấy cỏ không ra cỏ nhỉ, như kiểu đào ruộng anh. Đấy, mình chỉ cày cái lớp mùn ở ngoài ra là được rồi. Đấy, lấy cái đấy ra lúc nào mình xây thì mình dội nước đi, xong tưới nước xi vào rửa sạch đi, không mới liền khối được. Cột là đứng ở đây một cột nữa đúng không? Chỗ này có đào được xuống không anh? Được đâu, mình đang dài từ bên kia mà. Đúng rồi, ok, cái hòn này đúng không? Cái hòn này đấu vào cái chỗ chân xem hòn đá này nè. Ui, hòn đá to thế. Ui, hòn đá này là không ra được rồi. Đây, mai mốt là mình cho đế nó nằm ở trên hòn đá này cũng được. Vì nó không xuống được rồi. Nó kể cả nó cũng không bốn được rồi. To quá. Đoạn ở dưới này là không mưa nhỉ? Sáng nay có mưa không? Anh ở đây có mưa không? Mưa không? Có mưa. Ở trên đỉnh trên kia là sương mù nhiều quá, nay em đi qua sợ thật đấy. Đi không nhìn thấy đường. Cái dầm này là móng này là còn đào được xuống không anh? Móng này này, móng đây này. Móng đá. Ui. Toàn là
toàn là đá thôi các bạn. À, chỗ nào mà đào được là đào được tí. Đấy, chỗ nào đào được thì anh cứ đào sau một tí nhá. Còn cái chỗ nào mà vướng đá thì thôi, vì ở dưới này toàn đá to rồi. Mong sao là thời tiết sẽ ủng hộ các bác ạ. Đừng có mưa vội. Làm xong mà lập hết mái rồi mưa cũng chát được. Này, trong vòng một tháng có xong không anh? Xong. Chắc là xong thôi nhỉ. Vì cái ngôi nhà xây như thế thì rất là nhanh thôi các bác. Nếu như mà đổ mái thì rất là lâu. Đây lâu nhất thì... là lúc móng này này. Đúng rồi, móng này là lâu nhất. Ô, anh đây là thợ mới à? Vâng. À, mới tuyển à? Mới tuyển. Anh này có biết xây không anh? Không biết á. Anh biết phụ không? Anh chỉ biết phụ bê đá đúng không? Với anh nhìn người rất là chắc chắn của bác. Người rất là kiểu người lùn lùn như này bê đá rất là khỏe quá. Anh Phúc còn lùn thì toàn tuyển những người lùn thôi. Ừ. Đúng rồi. Anh Phúc là lùn sắn nên là đội thợ cũng phải tuyển những người lùn lùn đúng không? Đá khả năng là phải gọi thêm một xe nữa các bác ạ. Vì chỗ này bây giờ cũng gần hết rồi. Thì chắc phải lấy hai xe đá hộc. Còn kè rất là nhiều nữa. Đằng này còn kè thêm nữa cho cái đằng trước này là bằng tới nữa còn có sân nữa các bác. Làm xong. Thế ở đấy một bên đằng trước này là ba cột à? Ba cột. Đằng trước là bốn cột á? Ở góc này một cột này, hai cột này gần nhau này. 1 2 3. Ở đằng trước này phải 6 cột đúng không ạ? 4 cột. Chỗ này một cột, chỗ anh kính hai cột, đây một cột là 4 cột. Đây có này có cột nào? Ừ. À cái này là tường liền từ trên kia xuống rồi mà, đúng không? À, đằng sau là 3 cột nữa à? Là 7 cột. Thế còn nhà bếp thì là không cần không cần cột đâu. Ngôi nhà này làm xong là quá là đẹp ấy. Nhà nó được cái là nó nền nó cao ráo ấy. Đúng rồi. Sau này làm xong là cái chỗ này là múc làm cái ao này. Đấy, cho ông làm một cái ao cá ở đây luôn. Còn ông gì thiếu thì làm chỗ làm ao, ao chỗ nào không có nước. Đúng rồi, nhà ở đây là nhiều nước này. Ông gì ơi, nấu cơm đi nhá. Bọn em là bắt đầu đói rồi đấy. May là hôm nay ra là thấy ông gì là khỏe rồi các bác. Hôm trước là đi lấy mật ong ở trên rừng già, anh kia là đá lăn xuống đè chân ông rồi. Phải bó. May là ông cũng biết cắt thuốc. Biết cắt thuốc nam nhiều phết đấy. Ông tự đi cắt thuốc và đắp, thế là được 2 hôm là khỏi rồi. Quyết là hôm nay là đi vắng rồi các bác ạ. Quyết là không có nhà rồi. Một em bé thì mấy hôm trước ấy được nghỉ Tết dương lịch các bác, là cũng ra phụ giúp được ông rất là nhiều việc, đi nhặt gạch xong rồi đẩy đá, đẩy đất để đi lấp cái chỗ đường. Quyết làm việc rất là giỏi, rất là siêng năng. Cái này là một hòn to này, chỗ này ấy. Đây anh cho em mượn cái cuốc. Cái này hòn to này không ảnh hưởng mình xây kè đá lên trên luôn thì nó hòn to mà. Đấy. Đây, hòn to lắm. Từ đây đến tận đây này. Độ dài của nó đến tận đây. Trước trên nền, trước múc cái nền này đã, nó đã nổi lên rồi. Đấy. Hầu như là chỗ này là chỗ nào không đá nhỉ. Bên kia này có phải đất của ông đấy không? Bên này. Đi khe suối kìa. Không đến suối đâu, đến chỗ này thôi. Đi xuống dưới này một tí thôi. Đất này là hình như là cũng đang tranh chấp ấy. Ngày xưa là người ta đi ra đây để làm cái chương trình về trồng cây gì ấy. Bây giờ mất cái sổ đấy. Chưa ấy được. Cháu Khương xin chào các bác. Ngày hôm nay thì cháu Khương lại tiếp tục
mà giới thiệu với tất cả các bác là hôm nay cũng có cái gian hàng nhỏ nhỏ của cháu Khương. Và hôm nay thì cháu cũng xin giới thiệu với tất cả các bác. Và ngồi bên cạnh của cháu Khương là hai bạn nhỏ. Đây, em chào các bác đi. Con chào cô các bà. À, Quyết à? Con chào cô các bà. Đây. À, đây là cái sản phẩm đầu tiên. Cái sản phẩm này là mật ong khoái rừng này các bác. Đây là mật ong khoái thì cháu Khương cũng đã thu mua về. Và cái hai chai này thì bây giờ là cháu có còn đúng hai chai này thôi các bác ạ. Cũng gần hết rồi. Thì mong quý cô bác anh chị sẽ ủng hộ cháu Khương. Đấy là cái sản phẩm đầu tiên là mật ong khoái rừng. Cái sản phẩm thứ hai là chè san tuyết này các bác. Đây là chè san tuyết, cây cổ thụ ở trên Hà Giang này này. Thì cháu cũng có bán ở trên kênh. Đấy, còn ngoài ra thì thứ ba là cái sản phẩm là chối hột này các bác. Đây là chối hột. Hôm trước thì cháu Khương với cả em Hiền là đi trên rừng già lấy về ấy. Thì bây giờ đã được phơi khô là đóng gói như này rồi các bác ạ. Đó. Còn cái sản phẩm thứ tư là măng miếng này. Đây là măng măng nứa này các bác. Đây là măng nứa là cháu cũng đóng gói như này rồi. Đây là măng nứa. Đây là măng miếng này. Còn thứ hai nữa là măng dối này các bác. Đây này, đây là măng dối này. Là có hai loại. Còn loại này là xé ra rồi. Còn này còn nguyên này các bác. Đó. Còn cái sản phẩm thứ năm. Đây các bác, đây là cái sản phẩm là nấm hương rừng này các bác. Đấy, đây là nấm hương này. Đây là sản phẩm thứ năm. Còn ngoài ra thì còn có cả miến này các bác. Đây là miến rong ở trên Hà Giang của cháu Khương này. Đây là cũng một gói như này là 1 cân 1 này. Đây là miến sợi bé, đây là miến rong. Còn miến rong to là sợi to như này này các bác này. Đó, cũng khá là nhiều sản phẩm. Bây giờ thì đây là mộc nhĩ này các bác. Mộc nhĩ thì cháu Khương cũng có phơi khô rồi. Bây giờ cũng đóng gói hết rồi các bác ạ. Đấy, còn ngoài ra cái sản phẩm cuối cùng là sản phẩm hạt dồi này. Hạt dồi này là cháu có đóng thành lọ một rồi các bác. Một lọ đây là một lạng. Là cũng được hơn 200 đến 300 viên đấy các bác. Đấy. Đây là để gia vị ở các món ăn rất là thơm này các bác ạ. Ở trên đây là cái gian hàng nhỏ nhỏ của cháu Khương. Cũng mong là được quý cô bác anh chị sẽ ủng hộ cháu Khương. Để cháu Khương có thêm cái nguồn kinh phí. Để đi chia sẻ những cái hoàn cảnh vùng cao ở trên này còn rất là thiếu thốn đấy các bác. Và bây giờ thì cháu Khương xin mời quý cô bác anh chị sẽ tiếp tục theo dõi video ạ. Không xin được giấy tờ làm chứ không à. Trước cũng đang định múc ở trên kia làm kìa, cho gần hơn kìa. Không làm được. Bên xã xin lên xin xuống cũng ra đây giám định mấy lần cả bên cái gì nhỉ? Kiểm lâm ấy, cũng ra đây đo đạc hết mà. Trên này là bây giờ đoạn từ trên nhà ông đoạn nữa lên trên kia là đất rừng rồi, phòng hộ không làm được nhà. Mấy giờ rồi, nghỉ trưa thôi nhỉ bây giờ ấy, làm một lúc nữa. Ở đây là thời tiết bây giờ cứ như thế là sướng này, không nắng này đấy, cũng không lạnh nữa. Nắng nữa thì nó đỡ. Mùa này nắng thì nó kiểu hay bị khô da, nó hỏng da lắm. Nhưng mà cứ trời như thế này là sướng này. Không mưa, cũng không nắng. Bể phốt à? Bể phốt dài khoảng mấy mét anh nhỉ? À? Dài 2 mét rưỡi, rộng từ mét 2 đến mét 3. Hoặc là mét dưới cũng được. Dài 2 mét rưỡi á? Ừ. Dài bây giờ thì chiều ngang này là không được, phải cho dọc thôi. Ừ, cho dọc này xuống. Bây giờ nó vướng hai đầu, hai bên là đá to này. Bây giờ thay chiều ngang mà thiếu dọc xong là cho nó rộng ra bên kia thôi. Ừ. Đấy nên nó ở dưới mặt mặt nền mà. Ừ. Cho ông thoát nó ra góc này. Chiều sau thì thoải mái rồi, còn chiều dài thì chiều sau thì bây giờ chỉ cần san vuông vắn lên là xây lên thôi. Ừ. Đẹp rồi. Đấy, chỗ này là san được vuông này. Ôi, cái nhà này xây xong cái nền cao nhìn đẹp lắm nhỉ. Quá đẹp. Trước của anh mới mua đã hỏng nhá. Đấy, ngày hôm nay lên thì cháu Khương cũng có mua cả dây điện
với cái bóng điện này các bác. Và hôm nay sẽ tiếp tục là kéo làm sao để cho có điện để thắp sáng ấy. Ui, đây găng tay này anh em, dùng găng tay này, mua thêm găng tay cho anh em này. Dùng găng tay này để đỡ nó đâu. Đấy, cả một bịch luôn nhá, dùng tiết kiệm nhá. Đấy, có cả bóng điện này, rất là nhiều đồ này. Đấy, còn ngoài ra thì cháu còn mua 3 cân thịt nữa. Bây giờ thì cho ông gì đi nấu cơm. Thì ông mang cái này về nấu cơm cho anh em thợ ăn trước nhá. Đấy, cũng rất là may để có ông ở đây. Bây giờ là thứ nhất là cho anh em thợ là làm, còn ông sẽ hỗ trợ là nấu cơm. Vậy là cháu hôm nào cháu rảnh là cũng nấu cơm cho anh em luôn. Đấy, thì ông đi nấu cơm đi nhá. Rồi nghỉ giải lao tí đi anh. Nghỉ giải lao uống nước đã. Anh ơi, nghỉ giải lao gì uống nước đã. Hôm nay lại quên mua nước ngọt cho các anh uống rồi. Ở đây là hơi bị xa nước ngọt đấy. Ở đây là hơi nước ngọt, khả năng là hôm nào phải mua cái loại Pepto kia chứ còn. Ở đây là hơi bị xa nước ngọt đấy. Đấy là hơi xa. Thôi nghỉ ngơi uống nước đi. Cái này là nước là nãy cháu Khương cũng có lấy cái trà rào của Lam ấy các bác. Là cũng đun vào cái siêu này để cho anh em uống này. Rào củ lam ở trên này là cái loại rào củ lam 5 lá các bác. Cháu cũng bán ở trên kênh. Thì pha cho anh em cũng uống và lấy sức để tiếp tục làm các bác. Ôi, cốc hết rồi à chú? À ông. Ông phải lấy thêm mấy cái bát vào đây cho anh em uống nước kìa. Mấy cốc này người. Thôi ông ơi, cứ ra đây đi, xong rồi tí lấy sau. Bây giờ cháu cũng không khát đâu. Anh hầu khát đâu? Có chứ. Vào đây anh ơi, anh chưa biết tên anh đâu. Bây giờ anh em ra đây để biết tên cái sau anh ra. Anh là Kim hay là Đức nhỉ? Đức đúng không? Đấy, chè rào củ lam. Nhớ mặt thì không nhớ tên. Chè này là uống nó có tí đắng đắng nhưng mà rất là nhiều thuốc. Em uống trước đi. Anh uống đi, em không khát đâu, tí em uống sau. Thì mấy còn hai anh em ở đâu ấy nhỉ? Đi chở cát. Đấy, cái một xe cát thì đang bị lún ở trên kia các bác. Là đổ đi ở trên kia rồi và bây giờ phải đẩy bằng xe rùa các bác ạ. Đây hôm nay xe thì anh Chiêu cũng không ra, nếu mà anh Chiêu chở được vật liệu ra đây thì múc lên xe thì cháy nhanh hơn đấy các bác. Bây giờ trên kênh của em ấy thì cũng chưa được hát tặng quý cô bác anh chị một bài nào. Bây giờ anh em mình tặng quý cô bác anh chị một bài hát nhỉ. Thì lấy gọi như là bây giờ là bắt đầu là ngày khởi công đầu tiên. Để làm sao để cho cái thứ nhất là cho công việc của mình suôn sẻ hơn. Mình hát để hát làm sao để cho không trời mưa, nó mưa xuống để mình còn tiếp tục cái công việc mình làm cho nhanh nhỉ. Ôi, anh em đây. Đây. Anh A Đơn với cả thằng em nữa. Ra đây, đây. Ra đây uống nước chè đó. Đi đây. Vào đây lên đây lên cho các bà cùng nắm cho... được thợ mình nào. Anh em mình là cũng khá là quen thuộc ở đấy trên kênh thì cũng hầu như là các bác cũng biết về những gương mặt làm về cái công trình nhà của các bác gửi tiền đến giúp những hoàn cảnh ở trên này ấy. Trước là làm A Quân là anh em cũng đầy đủ những thành viên ở đây đúng không anh? Ừ. Đấy. Anh ngồi sang bên đây đi. Anh A Đơn ra đây đi. Anh này là anh cũng ở gần nhà anh đúng không? Ừ. Anh A Đơn ấy, nhà cũng ở tít trên rừng già hàng xóm với nhau đấy. Hàng xóm. Ê, ngồi sang bên này cho các bác nhìn thấy đi. Anh ngồi ra đây, ngồi đây. Đấy. Còn em này là tên gì nhỉ? Thêm. Em thêm đúng không? Ở anh này anh tên gì ạ anh? Đức. Đức à? Anh Đức à? Anh năm nay sinh năm bao nhiêu đấy? Anh được bao nhiêu tuổi rồi? Bây giờ tính tuổi thôi. Tính tuổi 42 rồi. 42 thì chắc phải em phải gọi bằng chú rồi đấy. Yeah. Là bây giờ là có cả thành viên mới. Tuyển lâu chưa anh? Được, nhà Yến Vân được 4 ngày. À, thế là cũng mới rồi đúng không? Ừ. Anh là chuyên đi phụ. Anh đi từng đi phụ ở đâu chưa? Chưa. Lần đầu tiên đúng không? Lần đầu tiên. Thế thì đi theo anh Phúc này là nhiều việc lắm. Bây giờ là năm nay là bây giờ đến Tết là phải hai cái quả nhà phải xong rồi. Có xong được không anh? Cả hai cái xong được không? Chắc xong. Đấy, hứa đấy nhá. Không à, ông gì là không có nhà ăn Tết đâu. Ông hôm trước là dưới nhà xong là ngày nào cũng mưa ông. Chắc hôm là ông ở nhà là ôm gối khóc rồi đấy. Không ngày nào tanh. Đấy. Bảo là cháu Khương lừa rồi. Bây giờ tháo nhà xong này đi ở cái lán dưới kia suốt ngày mưa. Ôi bây giờ anh em mình cùng hát một bài hát để tặng các ông các bà nhỉ. Bài nào anh Hầu thuộc nhiều bài hơn?
Thế anh Hầu à? Anh Hầu à, bắt nhịp đi. Hát bài gì được? Anh em thống nhất thích hát bài gì nào? Em thì bài anh nào? Anh chẳng nhớ được bài gì đâu. Anh em muốn thấy anh hát nhiều bài phết rồi đấy. Không hát được. Anh hát xong lại quên à? Thế giờ anh hay là anh bắt nhịp một bài đi. Bài nào cũng được. Không nhớ bài. Đấy. Ông gì thua bài nào ông gì ơi. Ông gì ở trên này chắc là khả năng là không không được nghe tiếng hát đâu ông nhỉ. Ở đây chỉ có nghe tiếng chim hót. Thì ông có muốn nghe chúng cháu hát không? Muốn mà. Muốn à? Thì ông à, ngồi câu nào mà ông nghe được thì ông cứ hát theo thôi, còn không được thì ông vỗ tay theo đi nhá. Vỗ tay này ông. Ông là ở trên này là ít đi ra ngoài tiếp xúc với bên ngoài xã hội ấy các bác, thì đâm ra thì ông cũng may mắn lắm rồi là ông cũng biết nói một chút tiếng phổ thông. Bây giờ thì mong sao là ông sẽ lo để bây giờ làm nhà xong thì ông tiếp tục là phát triển kinh tế tại gia đình và lo cho em Quyết học đến nơi đến chốn đấy các bác. Em Quyết thì bây giờ cũng rất là lanh lợi các bác ạ, cũng rất là giỏi giang. Những công việc nhà là ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật ấy cũng về giúp ông rất là nhiều việc. Đấy, cũng may mắn là có đợt một người ông ngoại tốt, và khi mà cháu chia sẻ lên những cái thước phim về cuộc sống của hai ông cháu cũng nhận được những tấm lòng vàng của tất cả quý cô bác anh chị gửi đến, và ngày hôm nay cũng có anh em thợ và cháu Khương nữa, cả ông nữa ngồi đây và cái nền nhà mới, và bắt đầu là sẽ tiến hành cái ngôi nhà mơ ước của hai ông cháu. Và ngày hôm nay thì cháu cũng muốn là gửi tặng đến cho tất cả quý cô bác anh chị trên kênh đang theo dõi trên kênh Minh Khương TV, cùng anh Hầu nữa. Và cùng anh em đội thợ sẽ hát tặng quý cô bác anh chị một bài hát. Bây giờ anh Hầu bắt nhịp đi. Bài nào? Bài Như Các Bác Hồ nhá. Như Các Bác Hồ à? Như Các Bác Hồ cho các anh cũng thuộc. Cho nó hòa ca, cho nó vang cái tiếng ca cho nó này to to hơn tí. Gắn cho giống như trẻ con mà. Thôi anh bắt nhịp đi. Nào cùng hát nhá. Như Có Bác Hồ hai bạn. Như có bác Hồ trong bài vui đại thắng, lời bác này đã giành chiến thắng huy hoàng. 30 năm đấu tranh tình còn vẹn non sông, 30 năm dân chủ cộng hòa kháng chiến đã thành công. Việt Nam Hồ Chí Minh, Việt Nam Hồ Chí Minh, Việt Nam Hồ Chí Minh, Việt Nam Hồ Chí Minh. Hello, ôi trời ơi, hay quá. Ôi, bài này là bài đầu tiên là khởi công cái công trình là anh với cả anh Hầu, anh em thợ cùng cố gắng để làm sao là giúp đỡ cho ông là có ngôi nhà sớm nhất có thể anh nhá. Vâng. Đấy, bây giờ thì vật liệu cũng vào gần đủ rồi, còn thiếu những cái gì thì em sẽ tiếp tục là bổ sung thêm. Đấy, bây giờ vào nhiều quá thì thành ra là chỗ nền nhà cũng rất là hẹp. Đấy, bây giờ cứ làm cái bóng trước đi, xong là thiếu mai em lại tiếp tục gọi anh Chiêu là chở nốt sang. Để bây giờ cũng chưa mưa, nếu như mà mưa thì sợ đang làm dở thì thiếu lại mưa lại không chở được ấy, thì phải bảo anh Chiêu là chở nốt cho. Đấy. Ngày hôm nay thì cũng rất là vui khi mà anh em thợ đã đến đây và bắt đầu khởi công cái ngôi nhà ấy các bác. Thì cháu cũng cảm ơn tất cả quý cô bác anh chị đã luôn luôn đồng hành cùng cháu Khương để trao tặng những cái tấm lòng vàng đến hoàn cảnh của hai ông cháu cũng như là trên hoàn cảnh ở trên vùng cao các bác. Còn bây giờ thì cháu cũng xin phép là khép cái nội dung video tại đây. Cuối video thì cháu Khương xin gửi lời chào, lời chúc tới toàn thể quý cô bác, quý anh chị luôn luôn mạnh khỏe và bình an trong cuộc sống các bác nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong nội dung tiếp theo trên kênh Minh Khương TV. Xin chào các bác. Chào các bác.